Đường thông thoáng nhưng tài xế xe ô tô vẫn đi lùi, khiến đuôi xe tan nát dưới bánh xe bồn. Một tài khoản TikTok nước ngoài mới đây đã đăng tải đoạn video cho thấy cảnh một chiếc ô tô 7 chỗ từ trên lề đang đi lùi ra đường. Nhưng đáng nói là dù không gian thoáng đãng, không bị che khuất bởi bất cứ thứ gì, nhưng tài xế vẫn không nhìn thấy phía sau có xe đầu kéo, xe bồn chạy tới. Chiếc ô tô cứ tiếp tục lùi nhanh về sau và cái kết là đúng lúc xe bồn chạy qua đâm mạnh vào, phần đuôi ô tô bị bánh xe bồn làm vỡ. Tuy nhiên, may mắn là không có thiệt hại về người. Cư dân mạng sau khi xem xong cũng để lại nhiều ý kiến bình phẩm về cách chạy xe ẩu không thể tả của tài xế ô tô. Sau đây là một vài bình luận nổi bật. Nói không phải khen chứ tài xế chạy xe như bị ngáo ấy. Xe này nhìn cũng tới thời đưa vào bãi phế liệu rồi, nên người không bị sao là được. Đã không khéo thì bớt bon chen làm tài xế đi trời, ngồi yên cho người ta chở đi. Người dân bị hành hung khi ngăn cản tàu quốc khai thác vàng trái phép. Tối ngày 20 tháng 8, ông BVK, trú tại thôn Cành, xã Mỹ Hòa, phản ánh tới báo chí việc em trai ông bị một số người trong thôn hành hung khi phản ánh tàu khai thác vàng sa khoáng múc vào đất gia đình mình. Khoảng 18 giờ chiều ngày 20 tháng 8, tàu khai thác vàng sa khoáng làm vào đất nhà tôi, gia đình tôi phản ánh. Sau đó trong xóm có một người ra lời qua tiếng lại rồi xảy ra đánh nhau, em trai tôi bị đánh sưng mặt, ông Ca kể lại. Cũng theo ông Ca, tàu khai thác vàng diễn ra khoảng 5 năm nay, chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý. Chúng tôi là người dân ra nói chuyện thì bị đánh, họ còn đe dọa tôi phải xóa video đã quay, nếu không liệu hồn, ông Ca nói. Theo các đoạn video chúng tôi có được, em trai ông Ca là V, bị 4 người đàn ông khỏe mạnh, một người cầm gậy gỗ, một người cầm vật cứng trên tay giống dùi cui điện, đã có những hành động như bóp cổ, dùng tay, chân tác động vào người ông V giữa cánh đồng. Phía sau là chiếc tàu cuốc đang hoạt động. Ông Đinh Công Phụng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa cho biết, tối ngày 20 tháng 8, chúng tôi đã nhận được thông tin vụ việc. Hiện chúng tôi đang cho kiểm tra, xác minh. Sáng ngày 21 tháng 8, ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Bôi cho biết, khu vực thôn Cành, xã Mỹ Hòa không có đơn vị, cá nhân nào được cấp phép khai thác vàng sa khoáng. Chúng tôi sẽ kiểm tra và thông tin lại, ông Trung nói. Ngỡ ngàng trâu con hai đầu, ba mắt hai miệng. Vài ngày qua, người dân tại tỉnh Quảng Nam xôn xao trước hình ảnh một chú nghé kỳ lạ có hai đầu, ba mắt được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Chủ nhân chú trâu con này là ông Lê Văn Sự, 64 tuổi, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Theo ông Sự, gia đình ông nuôi hai con trâu trưởng thành và đều đang mang thai. Vào chiều ngày 19 tháng 8, một trong hai con trâu trưởng thành chuyển dạ sinh con. Ông Sự theo dõi thì thấy trâu mẹ sinh con rất khó khăn. Sau một thời gian rặn đẻ, hai chiếc chân sau của chú nghé lòi ra ngoài. Thấy trâu mẹ sinh khó, ông Sự đã hỗ trợ đỡ đẻ, kéo con nghé ra khỏi bụng mẹ. Khi nghé con sinh ra, ông Sự bất ngờ khi phát hiện chú có tới hai chiếc đầu, ba con mắt, hai cái miệng, hai chiếc lưỡi. Ngoài phần đầu bất thường, tứ chi và mọi bộ phận trên cơ thể của nghé trông hoàn toàn bình thường. Ông Sự cho biết, nghé con sinh ra rất mập mạp, chú có thể đứng vững, đi lại xung quanh được. Tuy nhiên do phần đầu khá nặng, nghé con không thể nhấc lên để bú sữa cho mẹ được. Hai ngày qua, ông Sự đã phải pha sữa bò và vắt sữa cho mẹ bơm vào cho chú nghé con bú. Dù vậy, chú nghé bú ít và có dấu hiệu xuống sức. Ông Sự mong muốn có đơn vị nghiên cứu, cơ quan chuyên môn hỗ trợ nuôi chú nghé con này vì sợ nó sẽ không sống được lâu. Ông Sự cho hay, trâu ông nuôi chăn thả ăn cỏ các ven cánh đồng trong thôn. Ông nhận định nhiều khả năng do người dân địa phương sử dụng thuốc trừ cỏ trừ sâu nhiều, trâu ăn phải thuốc nên nghé con sinh ra bị đột biến. Cũng theo ông Sự, trâu mẹ này ông nuôi được 13 năm. Đây là lần sinh con thứ 7. Những lần trước trâu con sinh ra đều bình thường. Trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam, Ý Nhi vẫn sẽ dự thi quốc tế nếu đủ năng lực. Huỳnh Trần Ý Nhi, người đẹp đăng quang cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, liên tục vướng lùm xùm phát ngôn trong thời gian qua khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên mới đây, theo chia sẻ của bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam chia sẻ, Ý Nhi vẫn sẽ có cơ hội đi thi quốc tế nếu đủ năng lực. Bà Dung nhận xét, Ý Nhi là cô gái có nỗ lực, nền tảng, lòng trắc ẩn và mong mọi người cho nàng hậu cơ hội và thời gian để hoàn thiện. Với Ý Nhi, cô ấy là một cô gái nỗ lực, có nền tảng, có tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Vì vậy, mọi người hãy kiên nhẫn với cô ấy một chút, cho cô ấy cơ hội. Tôi mong công chúng hãy nhìn Hoa hậu như là một cô gái đẹp. Cô ấy có một số điều đặc biệt và đang cố gắng để có một chút giá trị cho xã hội,
Chứ đừng kỳ vọng hoa hậu phải cao siêu, phải thế này thế kia, suy cho cùng, hoa hậu cũng chỉ là một người nổi tiếng vậy thôi, chứ đặt cho họ quá nhiều trọng trách, xảy ra một cái là soi mói, chỉ chiết, như vậy thật bất công. Bà Phạm Kim Dung chia sẻ, về việc nhiều người yêu cầu tước vương miện của Ý Nhi, bà Phạm Kim Dung cho biết, theo quy định của pháp luật, những phát ngôn của nàng hậu không nằm trong các điều khoản phải tước vương miện. Về trách nhiệm của ban tổ chức, cuộc thi nên đào tạo, bồi dưỡng và kiên trì hàng ngày, để một thời gian nữa, công chúng nhận thấy được sự nỗ lực của Ý Nhi. Vụ nhóm bông hồng đen lấy mẫu máu học sinh, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn. Ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Phòng liên quan đến thông tin nhóm cộng đồng xét nghiệm HIV cho học sinh. Cục phòng chống HIVS, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ thông tin nhóm bông hồng đen, nhóm cộng đồng, tổ chức tuyên truyền, lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh trường trung học cơ sở ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng, không thông qua phụ huynh hay nhà trường, chính quyền địa phương. Cục phòng chống HIVS yêu cầu địa phương báo cáo trước 12 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2023. Cục cũng đề nghị các đơn vị tăng cường việc quản lý và chấn chỉnh các hoạt động của nhóm cộng đồng để triển khai hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn của các bộ. Khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 8, một số phụ huynh phản ánh với Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, Hải Phòng rằng tại căn nhà số 44 đường Nguyễn Hữu Cần, phường Hải Sơn, xuất hiện một nhóm phụ nữ lấy máu hàng loạt học sinh không rõ mục đích. Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với công an, y tế thành lập đoàn kiểm tra. Tại căn nhà được nhóm người trên thuê làm văn phòng hoạt động, cơ quan chức năng phát hiện 12 học sinh, gồm 4 học sinh nữ đang ở phía trong và được nhóm người trên tư vấn lấy mẫu xét nghiệm HIV. Bên ngoài 8 học sinh dưới 16 tuổi đang chờ xét nghiệm. Giá vé máy bay cận lễ 2 tháng 9 diễn biến ra sao? Thị trường vé máy bay cận lễ 2 tháng 9 bắt đầu có diễn biến trái chiều. Càng gần ngày nghỉ lễ, giá vé máy bay một số chặng bay bắt đầu có xu hướng hạ nhiệt và số lượng vé bán ra khá dồi dào, không khan hiếm. Chị Võ Thị Ngân, 27 tuổi, khá bất ngờ khi nhìn thấy vé máy bay cận lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 lại giảm so với thời điểm 2-3 tuần trước. Đầu tháng 8, sợ vé máy bay dịp nghỉ lễ sẽ khan hiếm và tăng giá nhiều, nên tôi đã tranh thủ đặt 5 vé khứ hồi cho mình và nhóm bạn từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng nghỉ lễ. Tuy nhiên, mới đây tôi có nhu cầu đặt vé bổ sung cho thành viên khác, thì bất ngờ thấy giá vé đã rẻ hơn khoảng 700.000 đồng trên một lượt. Ngày 21 tháng 8, 10 ngày trước lễ 2 tháng 9 ghi nhận, giá vé máy bay một số chặng từ thành phố Hồ Chí Minh kết nối các điểm nóng du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Tuy Hòa trong lễ 2 tháng 9 bắt đầu giảm nhiệt so với thời điểm đầu tháng 8. Khảo sát trên trang bán vé của các hãng Vietnam Airlines, bán vé chặng thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc đi ngày 1 tháng 9 với giá chỉ từ 1,1 triệu đến 1,9 triệu cho vé hạng phổ thông và 3,2 triệu đến 4,3 triệu cho vé hạng thương gia. Trước đó, từ đầu tháng 8 năm 2023, trên trang bán vé của hãng Vietnam Airlines, vé máy bay một chiều thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc ngày 1 tháng 9 giá khoảng 1,9 triệu đồng cho hạng phổ thông và 4,3 triệu cho hạng thương gia. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2023 trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch vẫn còn ở mức thấp, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn dồi dào. Nghi phạm nhập viện cấp cứu, hôn mê sau 2 ngày bị tạm giữ. Ngày 21 tháng 8, ông Trần Văn Trích, 61 tuổi, trú huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng cho biết, gia đình đã có đơn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng, đề nghị làm rõ việc con trai ông là Trần Đức Trình, 37 tuổi, phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích sau 2 ngày bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ. Trước đó, khoảng 19 giờ tối ngày 15 tháng 8, ông Trích và người thân đang ở nhà thì Bí thư thôn 6, xã Tú Sơn và đại diện Công an xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy cùng Công an quận Đồ Sơn dẫn giải Trình về nhà trong tình trạng bị còng tay. Thời điểm này, con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường dù tay bị còng. Sau khi hoàn thành thủ tục thu giữ một chiếc điện thoại, công an tiếp tục đưa con tôi đi, ông Trích cho hay. Đến ngày 17 tháng 8, ông Trích nhận được điện thoại của người thân báo tin Trình bị tai biến nhẹ và đã được công an quận đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An, thành phố Hải Phòng cấp cứu. Chỉ sau 2 ngày bị tạm giữ, con tôi từ một người khỏe mạnh rơi vào tình trạng hôn mê, mặt mũi bầm dập, tím tái. Bác sĩ chẩn đoán, ngoài việc bị tụ máu não, chấn thương vùng mặt, còn bị gãy ba xương sườn bên trái, ông Trích nói. Do tình trạng bệnh của Trình chuyển nặng, nên gia đình đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội phẫu thuật. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân vẫn đang hôn mê. Bác sĩ thông tin cho gia đình người bệnh trường hợp phẫu thuật thành công, nguy cơ bệnh nhân bị liệt vẫn rất lớn.
Một lãnh đạo công an quận Đồ Sơn cho biết Trần Đức Trình là nghi phạm bị tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời khẳng định không có chuyện hành hung trong quá trình tạm giữ và cho rằng nghi phạm có nhiều bệnh lý, tự phát bệnh nên phải nhập viện. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết đã tiếp nhận nội dung trình báo liên quan sự việc, hiện đang cho xác minh. Xe bus chở cổ động viên bóng đá gặp nạn ở Brazil, 7 người chết. Chiếc xe bus chở 45 cổ động viên bóng đá của đội Corinthians khi đang trên cao tốc ở bang Minas Gerais thì bị mất phanh, lao vào khe núi khiến xe bị lật, làm 7 người tử vong, 36 người bị thương. Tại Brazil, 7 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tai nạn xe bus trên tuyến đường cao tốc bang Minas Gerais vào sáng sớm ngày 20 tháng 8. Lực lượng cứu hộ Brazil đã đưa ra thông báo trên và cho biết chiếc xe bus này gặp nạn chở cổ động viên bóng đá của đội Corinthians sau khi họ dự khán trận đấu của đội này với đội Cruzeiro tại thành phố Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais. Theo các hành khách, xe bus gặp nạn khi đang chở 45 người, chiếc xe bị mất phanh và lao vào khe núi khiến xe bị lật. Ngoài số nạn nhân thiệt mạng còn có 36 người bị thương, trong đó 27 người đã được đưa đến bệnh viện. Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, người hâm mộ đội bóng Corinthians, đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ việc. Dân bức xúc vì nước sạch màu đen kịch như nước thải. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh, clip phát trực tiếp của người dân sống tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ về việc nước từ hệ thống nước sạch mà nhiều hộ dân đang sử dụng bỗng có màu đen kịch, bốc mùi hôi tanh. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất bình, đặt các câu hỏi về chất lượng nguồn nước từ hệ thống nước sạch, cũng như chia sẻ những hình ảnh màu nước bất thường từ vòi nước nhà mình. Theo lời kể của người dân, thời điểm bắt đầu xuất hiện dòng nước màu đen kịch chảy ra từ hệ thống nước sạch là từ chiều tối ngày 17 tháng 8. Thời điểm này, rất nhiều người dân đang sử dụng nước để sinh hoạt. Do màu nước rất khác biệt nên người dân dễ dàng nhận ra sự bất thường. Quá bức xúc, người dân đã đồng loạt chụp ảnh, quay video đăng lên mạng xã hội. Gia đình bà Nguyễn Thị Lý, sống tại khu 9 xã Dân Quyền cho biết, hơn một tháng qua, khi để ý và phát hiện trong nước máy bị đục và có mùi giống như mùi thuốc tẩy, nhà tôi đã chuyển sang dùng nước giếng để sinh hoạt, còn nước máy thì chỉ dùng để tắm. Nhưng hai ngày nay, khi xảy ra sự việc nước máy xả ra đen xì, gia đình đã không dám dùng tắm nữa. Sáng ngày 21 tháng 8, một vị lãnh đạo của công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ cho hay, nguyên nhân khiến nước từ hệ thống nước sạch tại xã Dân Quyền, huyện Tam Nông bị bẩn ngày 17 tháng 8 vừa qua là vì sự cố vỡ đường ống 400, đơn vị đã xử lý xong. Ukraine dần cạn phương án phản công. Sau hơn 2 tháng phản công, Kiev chỉ đạt được một số bước tiến nhỏ quanh vài ngôi làng, trong khi quân đội Nga đang đẩy mạnh tiến công về phía Bắc. Kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 diễn ra khá chậm chạp. Việc Ukraine không thể có một phi công quyết định trên chiến trường đang làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột đi vào ngõ cụt và hỗ trợ quốc tế dành cho Kiev có thể bị xói mòn. Vì đã quá mệt mỏi bởi xung đột, người dân Ukraine đang khao khát một chiến thắng vang dội. Và tại Washington, những lời kêu gọi cắt giảm viện trợ được cho là sẽ ngày càng nhiều lên khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đến gần. Một báo cáo tình hình mới của Mỹ dự đoán cuộc phản công sẽ không thể đạt mục tiêu chiến lược là chạm đến thành phố Melitopol, trọng điểm do Nga kiểm soát ở phía đông nam Ukraine trong năm nay. Đánh giá được đưa ra dựa trên tình hình chiến trường khi quân đội Nga thể hiện sự thành thạo trong xây dựng phòng tuyến đa tầng và chiếm ưu thế áp đảo về không quân. Giới chức Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc từng nhiều lần khuyến cáo Ukraine tập trung lực lượng lớn nhằm vào một điểm duy nhất nhằm tạo đột phá qua phòng tuyến Nga. Tuy nhiên, quân đội Ukraine quyết định chuyển về chiến thuật phân tán lực lượng để tiến quân trên nhiều khu vực và hạn chế thương vong, khiến đà phản công diễn ra rất chậm chạp. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.